có 3 loại đá granite đắt nhất tại Việt Nam. Loại thứ nhất, Via Lactea, nó được xuất xứ tại Brazil, đá có độ cứng cao, độ dày thường 1,8 đến 2 cm, đá có tông màu đen, vẫn đá đa dạng tia chớp màu trắng nhẹ, màu sắc phù hợp với đa số thiết kế, nó có độ cứng rất là cao, mặt bóng đẹp, đá ít vết rạn nứt tự nhiên. Công dụng của nó ốp mặt tiền, lát cầu thang, làm bàn bếp, lavabo và vách tivi. Đơn giá nó dao động từ 3 triệu đến 4 triệu đồng tùy từng hạng mục thi công. Loại thứ hai, Solarius, nó được xuất xứ tại Brazil, nó có độ cứng cao, độ dày thường 1,8 đến 2 cm, đá có tông màu vàng, vân đá rạng rối, đa dạng về kiểu vân, chất đá tự nhiên thuần, không bị nhuộm về mặt, có độ cứng cao, có mặt đá ít vết rạn nứt tự nhiên, phù hợp với gia chủ, có khung mệnh hợp với màu vàng. Công dụng của nó là ốp mặt tiền, lát cầu thang, làm bàn bếp, lavabo, tam cấp. Đơn giá thường dao động từ 3,5 đến 5 triệu đồng tùy từng hạng mục. Loại thứ ba, Alaska White. Loại này được xuất xứ tại Brazil. Nó có độ cứng cao, độ dày thường 1,8 đến 2 cm. Đá có tông màu trắng, hoa đá được phân bổ ngẫu nhiên trên slab có màu đen. Phù hợp với các thiết kế tông màu trắng sáng, độ cứng, độ bóng, bề mặt cao, sản xuất theo tiêu chuẩn ở nước ngoài, có màu sắc vẫn nổi bật, phù hợp và tạo điểm nhấn cho không gian. Công dụng của nó ốp vào cầu thang, mặt tiền, vách tivi, cầu thang bậc 8 cấp, bếp và lavabo. Giá dao động của nó từ 3,5 đến 5 triệu đồng tùy theo từng hạng mục. Anh chị nếu còn phân vân về giá đá hoặc là loại đá thì hãy để lại tên và số điện thoại để Tuấn sẽ tư vấn cụ thể.